Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã luôn xem video và đã mua hàng ủng hộ mình. Và đã mua hàng thì là toàn các chú thôi, cho cháu gửi lời hôm nay riêng là cho cháu gửi lời cảm ơn tất cả các chú, các anh đã vừa rồi đã mua hàng ủng hộ cháu em ạ. Hôm nay cháu lên mình cháu và em lên một hai cái bát tô 10 cạnh rất là đẹp luôn, con quang luôn. Đấy, đây này, quay mặt trong cho mọi người xem, họa tiết quá tuyệt vời luôn. Để từ từ mình cầm đấy, họa tiết cả trong lẫn ngoài luôn mọi người nhá. Bây giờ mình đo kích thước trước xong à, thôi cứ quay cho mọi người xem chi tiết xong rồi lát nữa sẽ đo kích thước sau vậy. Đấy, họa tiết kín luôn, cả trong lẫn ngoài luôn. Trong như nào thì ngoài hình như thế nhá mọi người nhá. Đấy, hình đối lập luôn. Trong ở ngoài hình như nào thì ở bên trong hình y như thế luôn. Hôm nay là em mua là được 2 chiếc giống y như nhau luôn. Chuyện mọc đầy đủ luôn. Đấy, đây, chuyện đây. Đấy. Đây, cái này là cái giấy bóc ra đây. Đây, chuyện mộc giúp chữ ký có đầy đủ nhá. Đây, cái này nữa. Mình bỏ cái này đi đã. Đây, cái này nữa. Cái này thì là nó bị đen ở đây một chút này. Nhưng không không ảnh hưởng gì cả nhé mọi người nhá. Đây, chuyện đây. Chuyện mộc đầy đủ luôn. Họa tiết đây mọi người. Họa tiết là quá tuyệt vời luôn, vẽ vàng luôn mọi người nhá. Đây, bên trong ở đây, bên trong này có cây này, có sông và có núi luôn. Ở đây là ngôi làng, cây này, dưới này sông này, thuyền này, có hết luôn. À, nghiêng nghiêng này cho nó sáng, em quay lại cho mọi người xem. Họa tiết thì nó y như cái tô kia. Họa tiết bên ngoài, bên trong giống nhau hết. Bên trên vẽ vàng, viền vẽ vàng. Đây. Đáy đây, chuyện mộc đầy đủ. Rất là đẹp luôn. Búng con quang luôn mọi người ạ. Đây, bây giờ mình sẽ đo kích thước hai cái này nhá. Cái này mặt của nó là 19 19, 19,8 mọi người nhé, 19,8. Chiều cao của nó là 9,3. Chiều cao 9,3. Cái này cũng kích thước cũng như thế. Đây mọi người. Họa tiết giống y như nhau luôn, không khác một gì một cặp luôn. Mọi người cái này ví dụ ai mà mua cả cặp cũng được, mà mua một chiếc mình cũng bán nhé. Mọi người nào ai mua một chiếc thì còn một chiếc thì không ai mua, mình để lại mình chơi, nó họa tiết quá đẹp luôn. Đây, cái này đáy nó 9, chiều cao nó 9, thôi chiều cao tính 9 đi, chiều cao 9 mọi người nhé. Họa tiết quá tuyệt vời luôn, một cặp này. Đây, mọi người xem này, một cặp này đẹp không. Này về trưng tủ thì Tết thì mọi người vào ai xem cặp này thì đúng là quá tuyệt vời luôn mọi người. Đây, họa tiết rất là đẹp, vẽ vàng luôn, toàn bộ vẽ vàng đẹp quá tuyệt vời luôn. Yêu quá, bộ này, đôi bát này yêu quá. Mình cầm cả hai cái lên cho mọi người xem. Đấy, một cặp đây. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, mình để đây. Mọi người ai mà thích đôi bát này thì mọi người cứ liên hệ với mình nhé. Liên hệ mình qua số điện thoại Zalo của mình là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người cứ vào liên hệ với mình trong để mình sẽ chụp ảnh, mình sẽ gửi lại cho mọi người lại chi tiết của cái bát này và giá cả như nào. Mọi người cứ cứ ebook cho mình nhé mọi người nhá. Đây, mình có thể mình bán một đôi cũng được, mà bạn nào ai mà muốn mua một đôi cũng được, mà mua một chiếc cũng được thì cứ liên hệ với mình.
Ôi, mình xin chào tất cả mọi người nhé. Một lần nữa cho mình gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nhé. Ôi, xin chào tất cả mọi người.